Đông trùng hạ thảo in One của công ty Golden House được sản xuất tại Úc là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với nấm linh chi và nhân sâm mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho hệ miễn dịch, cho sức khỏe tim mạch, cho hệ thần kinh cũng như cải thiện chức năng sinh lý và gia tăng tuổi thọ. Một sản phẩm không thể thiếu cho các cụ ông, cụ bà cũng như những người bị suy nhược cơ thể có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc số điện thoại 0452 067 535 hoặc email đến vftv gmail com Có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà thường hạn đặc cấp, sang trọng là món quà tinh thần ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cổ Nước mắm Hoàng Gia Hoa Đức Việt. Nước mắm Hoàng Gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với ba kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Adelaide, nước mắm Hoàng Gia đang được phân phối tại Maxim Asian Food Wholesaler và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc Anh Tiên qua số 0412 398166. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt TV, đại dịch Covid-19 đã qua, thế nhưng những hệ lụy vẫn hãy còn đang tiếp diễn, đặc biệt là những người bị phản ứng phụ khi chủng ngừa, và đây là điều mà chính phủ tiền nhiệm Morrison đang bị chỉ trích nặng nề. Trong lĩnh vực giáo dục, nhiều chuyên gia kêu gọi chính phủ nên miễn phí chi phí giáo dục mầm non để trẻ em có thể sớm tiếp cận nền giáo dục tiên tiến. Trong khi đó, tại Nam Úc, chính phủ tiểu bang này vừa trở thành chính phủ đầu tiên tại Úc và có lẽ cũng là khu vực pháp lý đầu tiên trên thế giới, đề xuất luật cấm các đảng chính trị cũng như các chính trị gia nhận tiền quyên góp bầu cử. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ năm, ngày 13 tháng 6 năm 2024 của VietTV Australia. Đầu tiên là tin liên quan đến đại dịch COVID-19. Chính phủ Úc mất hàng tỷ đô la vì thông tin sai lệch từ các bác sĩ. Tiến sĩ Karen Fels, một bác sĩ hàng đầu tại Úc vừa lên tiếng chỉ trích những phương thức mà chính phủ Úc đã sử dụng để đối phó với đại dịch COVID-19 vừa qua, khiến ngân sách quốc gia mất hàng tỷ đô la. Theo tiến sĩ Fels, thì chính phủ Úc đã hoàn toàn thất bại trong vấn đề chủng ngừa vì những thông tin sai lệch về virus khiến người dân lo sợ và gặp nguy hiểm. Tiến sĩ Karen Phelps cáo buộc chính phủ đã gây ra sự ngờ vực đối với các cơ quan y tế trong khi lại đánh giá quá cao về sự an toàn và hiệu quả của vaccine, đồng thời phớt lờ những người phải chịu tác dụng phụ nghiêm trọng do tiêm chủng. Tiến sĩ Phelps, người lần đầu tiên công khai vào cuối năm 2022 về những tổn thương tàn khốc do vaccine mà cả bà và người vợ đồng tính của mình phải chịu sau khi tiêm vaccine Pfizer. Tiến sĩ Karen Phelps là cựu nghị sĩ của đơn vị Wentworth, đương kim phó thị trường Sydney, đồng thời cũng là cựu chủ tịch Hiệp hội Y khoa Úc Châu, gọi tắt là AMA, là một trong hàng chục bác sĩ và chuyên gia y tế đã đệ trình công khai tới cuộc điều tra ứng phó với COVID-19 của chính phủ liên bang. Tiến sĩ Fels đã chỉ trích thông tin sai lệch đến khó hiểu do chính quyền lan truyền ngay từ đầu đại dịch. Điều này bao gồm những tuyên bố rằng COVID không lây truyền qua không khí, không cần khẩu trang, trẻ em không lây bệnh và có thể đạt được miễn dịch cộng đồng. Tất cả điều này đều sai sự thật mà hậu quả là vào cuối năm 2021 đã dẫn đến số người nhiễm dương tính và số tử vong quá cao, tức là gần 20.000 người vào năm 2022. Theo bà Felsti, chính phủ đã đưa ra các quyết định vì mục đích chính trị, chứ không phải vì sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là chương trình chủng ngừa bắt buộc. Chính phủ đã yêu cầu tất cả mọi người phải trích ít nhất là hai mũi vaccine thì mới có thể tham gia vào các hoạt động cộng đồng cũng như được phép đi làm. Tuy nhiên, khi đưa ra quyết định này, chính phủ chưa có thông tin cụ thể gì về các tác dụng phụ tiềm ẩn của vaccine sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến một nhóm người có vấn đề về sức khỏe. Cáo buộc này xuất hiện sau khi tiến sĩ Nick Cosworth, cựu phó y sĩ trưởng liên bang và hiện đang là chuyên gia y tế của hệ thống truyền thông Nine Network cho biết, ông sẽ không tiêm thêm bất kỳ loại vaccine COVID nào nữa sau khi đã chích mũi thứ ba. Ông Cosworth đã có buổi phỏng vấn trên đài phát thanh 2 với phát thanh viên Ben Fordham ngày hôm qua thứ Tư qua đó, ông Cosworth xác nhận rằng ông đã ngừng tiêm chủng khoảng 2 năm trước sau khi đã chích 3 mũi vaccine. Tiếp tục tin liên quan đến tiến sĩ Karen Fels, những đề xuất các biện pháp phòng ngừa cho các đại dịch trong tương lai. Đối với các đại dịch có thể xuất hiện trong tương lai, tiến sĩ Karen Fels kêu gọi quay trở lại nguyên tắc phòng ngừa và các nguyên tắc cơ bản về sức khỏe cộng đồng và phòng chống bệnh tật, cũng như kế hoạch toàn diện để nghiên cứu và phát triển các phương pháp điều trị, bao gồm cả vaccine. Trong số các khuyến nghị mà tiến sĩ Fels đã đệ trình, bao gồm cả khả năng tiếp cận nhiều hơn với khẩu trang y tế N95 chất lượng cao khi làm nhiệm vụ tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe, cũng như áp dụng biện pháp cách ly đối với những người bị nhiễm bệnh trong thời kỳ lây nhiễm. Đồng thời, chính phủ cũng nên có những hỗ trợ tài chính thích hợp và mở rộng việc nâng cao ý thức của người dân. Ngoài ra, tiến sĩ Fels cũng kêu gọi nghiên cứu thêm các cơ chế cơ bản gây ra tổn thương vì chủng ngừa vaccine, cũng như theo dõi tốt hơn các tác dụng phụ để có thể báo cáo cho cơ quan quản lý dược phẩm TGA, đặc biệt là nên có thông tin tốt hơn cho bác sĩ gia đình để các bác sĩ gia đình có thể trực tiếp tư vấn cho bệnh nhân về việc chủng ngừa. Trong khi đó, tại Melbourne, trong một bản đệ trình riêng rẽ trong cuộc điều tra này, nghị sĩ độc lập tại đơn vị Ku-yong, bác sĩ Monique Ryan cũng đã chỉ trích mạnh mẽ mức độ nghiêm trọng của những thất bại của chính phủ liên đảng tiền nhiệm Morrison trong thời kỳ Covid. Trong bài trình bày của mình, bà Ryan đã trích dẫn sự thiếu chuẩn bị cho một đại dịch toàn cầu, việc kiểm dịch và xét nghiệm không đầy đủ, sự chậm trễ trong việc mua sắm và triển khai vaccine, cũng như không chống lại những thông tin sai lệch phổ biến trong công chúng về việc chủng ngừa. Đặc biệt, chính phủ hoàn toàn thiếu trách nhiệm khi không thông báo về các tác dụng phụ của việc chủng ngừa vaccine. Còn tại Queensland, Ủy ban Nhân quyền QHRC cho biết họ đã nhận được hơn 1.500 đơn khiếu nại, phần lớn liên quan đến việc đóng cửa biên giới, cách ly khách sạn, cũng như các yêu cầu bắt buộc về khẩu trang và chủng ngừa vaccine. Tin giáo dục Kêu gọi giáo dục mầm non miễn phí, liệu có khả thi? Một nhóm chuyên gia nghiên cứu đã kêu gọi cải tổ sâu rộng và mạnh mẽ hệ thống giáo dục và chăm sóc trẻ mầm non vốn đang bị hư hỏng của Úc để giúp trẻ em và các gia đình dễ tiếp cận dịch vụ này hơn, bằng cách miễn phí dịch vụ giáo dục mầm non, nếu không thì chỉ nên tính một mức phí tượng trưng là 10 đô la một ngày. Thế nhưng câu hỏi được đặt ra là liệu biện pháp này có khả thi hay không? Đề xuất này đã xuất hiện trong nghiên cứu có tên gọi là Thrive by Five, được thực hiện bởi các chuyên gia về phát triển chính sách. Nhóm này đã vạch ra con đường hướng tới một hệ thống chăm sóc trẻ em miễn phí trong 10 năm. Trước đó, chính phủ lao động Albanese cũng đã thể hiện sự mong muốn cải tổ trong lĩnh vực này, tăng cường trợ cấp giáo dục và chăm sóc trẻ em đồng thời khởi động các cuộc điều tra của Ủy ban Năng suất tức là Productivity Commission cũng như Ủy ban Bảo vệ Cạnh tranh và Người tiêu dùng ACCC về lĩnh vực này. Thủ tướng Albanese đã hoan nghênh đóng góp quan trọng của nghiên cứu Thrive by Five, cho biết Đảng Lao động đã đến với cuộc bầu cử liên bang năm 2022 với tham vọng cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em miễn phí. Theo ông Albanese, thì nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng nhiều quốc gia cũng đã áp dụng hệ thống giáo dục mầm non miễn phí hoặc chi phí thấp, chẳng hạn như tại Đan Mạch, Đức, Thụy Điển và Na Uy. Chính phủ liên bang đang chờ báo cáo cuối cùng từ Ủy ban Năng suất trước khi thực hiện các bước tiếp theo. Trong khi đó, Giám đốc điều hành Trung tâm Phát triển Chính sách Andrew Hudson cho biết, tại Úc hiện đang có 22% trẻ em bắt đầu đi học dễ bị tổn thương về phát triển và hơn 120.000 trẻ em hoàn toàn không đi học giáo dục mầm non vì nhiều lý do mà đa số liên quan đến tài chính gia đình. Vì vậy, nếu có thể được học miễn phí, thì trẻ em dưới 3 tuổi sẽ có được môi trường giáo dục tốt đẹp hơn. Kế đến là tin từ Nam Úc. Chính phủ đề xuất luật cấm các đảng chính trị nhận tiền quyên góp bầu cử. Chính phủ Nam Úc vừa trở thành nơi đầu tiên trên thế giới đưa ra đề xuất cấm các đảng chính trị nhận tiền quyên góp cho các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, đây chỉ mới là đề xuất mà thôi, và để đề xuất có thể bị tòa án tối cao thách thức. Cụ thể thì dự thảo luật này đã đề xuất cấm các đảng chính trị đã đăng ký ở Nam úc cũng như các thành viên quốc hội và các ứng cử viên chính trị không được nhận các khoản biểu tặng tài chính cũng như quyên góp cho các cuộc bầu cử. Ngoài ra, đề xuất này cũng cấm các khoản vay dành cho các nghị sĩ, ứng cử viên và các đảng phái trừ khi các khoản vay này đến từ ngân hàng hoặc từ các tổ chức tài chính khác. Tuy nhiên, dự luật đề xuất sẽ cho phép các ứng cử viên và đảng phái chính trị mới nhận được số tiền quyên góp lên tới 2.700 đô la để đảm bảo họ không bị thiệt thòi khi tranh cử với các đảng lớn đã có uy tín. Nhắc lại là đảng lao động Nam Úc hứa sẽ cấm quyên góp bầu cử tại cuộc bầu cử tiểu bang năm 2022 khi lãnh đạo phe đối lập lúc đó là Peter Malinowskis cho rằng động thái như vậy là cần thiết để khôi phục niềm tin vào nền dân chủ. Phát biểu tại một sự kiện của Đại học Nam Úc ngày hôm qua, Thủ hiến Peter Malinowski cho biết, những thay đổi được đề xuất phải đảm bảo rằng mô hình tài trợ là công bằng, hợp lý và phản ánh sự hỗ trợ của cộng đồng. Theo ông Malinowskis, thì những người bị phát hiện vi phạm luật quyên góp bầu cử được đề xuất có thể phải đối mặt với mức phạt 50.000 đô la hoặc 10 năm tù. Ngoài ra, chính phủ cũng muốn giảm giới hạn chi tiêu áp đặt cho các ứng cử viên chính trị trước cuộc bầu cử cấp bang. Tại cuộc bầu cử gần đây nhất vào năm 2022, giới hạn chi tiêu tối đa là 111.513 đô la cho một ứng cử viên tranh cử tại Hạ viện. Và theo luật mới được đề xuất, chính phủ sẽ hạ giới hạn đó xuống còn 100.000 đô la. Cùng với việc thắt chặt các quy định chi tiêu, chính phủ cũng muốn thay đổi luật lệ đối với các đảng phái và các ứng cử viên mới tham gia tranh cử. Hiện nay, các ứng cử viên muốn tranh ghế hạ viện cần ít nhất 20 người ký vào phiếu đề cử, nhưng theo luật mới được đề xuất thì con số này sẽ tăng lên 100. Trong khi đó, những người muốn tranh ghế thượng viện thì sẽ cần 500 chữ ký, tức là gấp đôi yêu cầu hiện tại là 250. Luật hiện đã hết hạn để tham vấn cộng đồng trong một tháng, điều đó có nghĩa là dự luật khó có thể được đưa vào Quốc hội cho đến tháng 9 sau kỳ nghỉ giữa mùa đông. Sau cùng là tin từ Brisbane, giới thiệu hệ thống giấy phép mới tăng giá cho Airbnb. Airbnb và các cơ sở lưu trú ngắn hạn khác sẽ cần có giấy phép hoạt động ở Brisbane khi thành phố cố gắng gia tăng nguồn cung nhà cho thuê. Quyết định này được đưa ra sau khi một lực lượng đặc nhiệm đã kiểm tra hoạt động của thị trường cho thuê ngắn hạn đang bùng nổ tại Brisbane, nơi có khoảng 4.430 căn nhà cho thuê trong danh sách. Thị trường Brisbane, ông Adrian Screener, trong bài phát biểu về ngân sách ngày hôm qua, đã chấp nhận các khuyến nghị của báo cáo, bao gồm cả việc đưa ra hệ thống giấy phép mới. Theo luật mới này, thì bất cứ căn nhà nào cho thuê trên nền tảng Airbnb mà không có giấy phép của chính phủ sẽ phải chịu các hình phạt nặng nề. Và nếu muốn tiếp tục cho thuê, thì những căn nhà này phải buộc quay trở lại thị trường cho thuê truyền thống, tức là cho thuê dài hạn. Ông Screener cho biết, Hội đồng thành phố đã xác định được ít nhất 420 bất động sản sẽ không thể tiếp tục cho thuê qua Airbnb vì những hạn chế mới này. Cũng theo quy định mới, chủ sở hữu lưu trú ngắn hạn sẽ cần phải có người quản lý tài sản 24 trên 7 và trả phí hàng năm. Một số chủ sở hữu lưu trú ngắn hạn sẽ phải chịu mức tăng thêm 10% theo ngân sách ngày hôm qua. Mặc dù ông Screener nhận thấy nhu cầu du lịch và thúc đẩy kinh tế từ những chuyến lưu trú ngắn ngày, đặc biệt là trước khi Brisbane đăng cai Thế vận hội 2032, nhưng ông đồng thời cũng nhấn mạnh những lo ngại chính đáng sau khi báo cáo mới nhất của Project cho thấy Brisbane đã trở thành thủ đô đắt đỏ thứ hai trong cả nước. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay.